Ở trên đời, việc chữa lành nhất là được nói chuyện với một người có EQ cao, và cuộc trò chuyện ấm áp này của Phù Vân giáo chủ là một ví dụ. Các bạn không nhỏ bé đâu, các bạn sẽ luôn luôn có chỗ cho các bạn. Nó có rất là nhiều các cái hình thái của cái sự thành công hay là các vẻ đẹp, nhưng hiện nay là do cái mạng xã hội nên các bạn đang chỉ biết đến một vài thứ. Thế này thì mới là đẹp, còn thế kia thì lại là xấu. Không phải. Kể cả ví dụ tôi có ở nhà, tôi dành thời gian cho người mà tôi yêu thương, đấy là một việc nên làm mà. Sẽ có rất là nhiều chỗ cho các con, nên là các con cứ bình tâm. Sẽ có một lúc nào đấy một người rất quan trọng với bạn sẽ xuất hiện và sẽ nhìn thấy những vẻ đẹp mà những người khác không nhìn thấy ở bạn. Nên là các con cũng chả phải nên sốt ruột. Em nghĩ điều chị vừa nói là điều lạc quan nhất dành để động viên cho những người trẻ.